Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với kênh Chị Dậu hôm nay thì Hồng Nhung hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Làm nhân tình của người yêu cũ. Bộ truyện được sáng tác bởi tác giả Dạ Thảo và được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Quý vị đừng quên là sau khi nghe xong chúng ta hãy bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi đăng tải phát sóng hàng ngày trên kênh. Ngay bây giờ thì gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Làm nhân tình của người yêu cũ. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Trung nghe Cúc nói thì cũng bắt đầu cảm thấy rạo rực. Cái khoản đấy thì Trung phải khẳng định rằng vợ mình kém xa Cúc. Có điều bây giờ muộn rồi, làm sao mà đi ra khỏi nhà được cơ chứ? Mụ vợ sẽ nghi ngờ mà kiếm chuyện ngay. Vò đầu bứt tóc một hồi vẫn chưa nghĩ được ra cách gì. Đầu dây bên kia Cúc vẫn không ngừng miêu tả lại những thứ thùa còn mặn nồng giữa hai người đã làm. Những từ ngữ ấy được miêu tả qua giọng điệu của một kẻ say càng khiến cho Trung kích thích đến tột độ. Hắn ta tiếc nuối nước bọt mà thủ thỉ. Anh cũng nhớ em, nhưng bây giờ muộn rồi. Em ngoan nghe lời anh đi ngủ đi. Ngày mai anh sẽ bắt xe lên sớm để gặp em được không? Không, gặp bây giờ cơ. Em muốn thấy anh ngay bây giờ. Ngoan nào, em sai rồi. Em phải đi ngủ cho khỏe đã. Sáng mai anh hứa sẽ lên gặp em sớm được không nào? Không, mai em đi học rồi. Chẳng lẽ Trung lại nói thẳng là anh muốn em lắm nhưng sợ vợ không dám đi sao? Cúc ơi là Cúc, em yêu anh mấy năm sao không chịu hiểu cho anh vậy? Nghĩ vậy thôi, nhưng mà với kẻ say thì đâu thể tranh luận lý lẽ. Vậy nên Trung vẫn phải dịu giọng. Anh hứa với em, sáng mai sẽ bắt chuyến xe sớm nhất lên chơi với em được không? Khi đó em muốn gì anh cũng chiều, nhá, ngoan nghe lời anh. 3 năm bên nhau, Cúc thừa hiểu hiện tại trong đầu Trung đang nghĩ cái gì. Cười khẩy trong lòng, cô núng nỉu bảo. Anh hứa rồi đấy nhá. Bây giờ anh yêu em hơn hay vợ anh hơn? Sao lần nào nói chuyện em cũng bắt anh trả lời cái câu đó vậy? Cô nghe thấy Trung hỏi thì khó chịu và hét lên rằng. Vì em thích, vì em yêu anh nên muốn nghe anh nói yêu em. Em không có được thân xác anh thì em phải được bù đắp bằng trái tim anh, tình cảm của anh dành cho em chứ. Hay là anh không yêu em đúng không? Không yêu em thì nói chuyện với em làm cái gì? Không có, anh yêu em. Yêu em hơn vợ anh. Thôi muộn rồi, em đi ngủ đi. Anh cũng đi ngủ đây. Chúc em ngủ ngon, sáng mai anh sẽ lên với em nhé. Ok, chúc người tình trăm năm của em ngủ ngon. Nhớ ngủ thật ngon để mai còn có sức phục vụ em đấy nhé. Bye. Cúc tắt máy. Nhìn cái ca nước đã vơi quá nửa mà cười lăn lóc. Đồ ngốc. Anh ta nghĩ Cúc sẽ vì một kẻ như anh ta mà uống say hay sao? Không có đâu. Cúc chỉ muốn chơi trò mèo vờn chuột với anh ta một chút thôi. Đáng lý ra Cúc sẽ chưa gọi anh ta lên Hà Nội sớm nếu như hôm trước anh ta không khoe được gia đình bên vợ mua cho chiếc xe máy mới, còn cho vay tiền để mở xưởng sửa chữa ô tô ở thành phố Thái Bình. Cô vẫn nghĩ sớm muộn gì anh ta sẽ trở lại xưởng trên này làm. Khi đó lửa gần sơm, chẳng quá khó để Cúc thực hiện tiếp kế hoạch của mình. Đáng tiếc là đại cục lại thay đổi. Anh ta sẽ không trở lại đây. Vậy nên Cúc mới phải rắc một chút thính, buộc cho anh ta phải trở lại. Sáng ngày hôm sau, cô giả bộ chẳng nhớ gì và ung dung đi học. Anh ta có gọi cô cũng sẽ nói là đang có tiết kiểm tra nên không về được. Có trách thì cô sẽ đổ ro đêm qua say nên chẳng nhớ gì. Cứ phải chơi cái trò mèo vờn chuột với anh ta một thời gian. Muốn lên rừng trở lại với con Cúc này không phải dễ đâu. Anh sẽ phải sống trong sự thèm muốn đến mụ mị đã, Trung ạ. Quả đúng như những gì Cúc tính. Sáng ngày hôm sau mới 8 giờ sáng, điện thoại của Cúc đã rung liên hồi. Cô mặc kệ mà chẳng thèm nghe. Mãi sau mới lười biếng nhắn một cái tin cho anh ta. Em đang trên lớp, có chuyện gì thế anh? Anh đang quán nước, chỗ đường 32 này. Cô giả bộ không biết gì và hỏi lại. Anh đi đâu mà qua đó thế? Chẳng phải anh bảo đang bận tìm thuê mặt bằng để mở xưởng dưới thành phố Thái Bình hay sao? Hôm qua em hẹn anh nên anh mới lên từ sớm. Dám hỏi cái gì nữa vậy?
Có à? Nhưng tiết sau của em kiểm tra rồi. Đầu dây bên kia Trung chắc là đang bực mình lắm. Anh ta gọi lại cho Cúc nhưng Cúc không nghe máy mà tắt ngang. Sau đó thì chỉ nhắn lại rằng: "Thôi nhá, thầy vào rồi." Thế là ném luôn cái điện thoại vào cặp. Ung dung ngồi buôn dưa lê với lũ bạn mà chẳng thèm bận tâm đến anh ta nữa. Đến 11:30 tan học, cô mới lôi điện thoại ra kiểm tra. 11 cuộc gọi nhỡ và cả chục tin nhắn. Cô chẳng thèm đọc mà bấm máy gọi lại cho anh ta. Trùng chờ lâu nên trong người có chút bực bội và gắt lên: "Em làm cái gì mà gọi không được thế? Em đã bảo là em kiểm tra còn gì, sao anh phải gắt lên với em như thế? Xong qua em hẹn anh mà bây giờ để anh chờ cả buổi sáng thế?" Cô hốt hoảng hỏi lại: "Hôm qua em nhớ là em uống rượu xong đi ngủ luôn mà, em có hẹn anh à? Chết, vậy anh đang ở đâu?" "Ở quán Giọt Đắng chỗ đường 32." "Sao ở xa thế? Em đang ở cổng trường, anh đi xuống đây đi em đợi." "Thôi em lên đây đi, rồi mình vừa uống nước vừa nói chuyện. Chứ qua trường em bây giờ là tan học, đông người nào nói có được cái chuyện gì đâu." Cô bĩu môi nghĩ thầm, sao không nói luôn là sợ gặp người quen. Mà thôi, dẫu sao anh ta cũng phải chờ Cúc mấy tiếng đồng hồ rồi, coi như thế cũng đã tạm đủ. Vậy nên cô dịu giọng bảo: "Thế để em báo cái Phượng xong em qua." Cô tắt máy xong nhẩn nha về phòng, thay bộ váy mà chính anh ta đã tặng cô nhân kỷ niệm 1 năm yêu nhau ra mặc. Ngắm nghía trang điểm một vòng tới lui, rồi mới tới điểm hẹn. Chiếc váy trắng này chẳng biết Trung còn nhớ hay không. Chỉ biết khi thấy cô bước vào, Trung đã ngây người trong giây lát. Nói chuyện một lát thì hai người đi ăn. Suốt bữa ăn, cô luôn khéo léo nhắc đến những kỷ niệm ngọt ngào ngày còn yêu nhau. Có khi thì Trung cười gượng gạo, lúc lại trầm tư suy nghĩ gì đó. Rồi bất ngờ anh ta nói: "Cúc, anh có điều này chắc em sẽ cười anh. Nhưng thật sự anh hối hận lắm. Để vuột mất một cô gái tốt như em có lẽ là điều nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời của anh." "Sao lại nói như thế? Em thấy vợ anh tốt đấy chứ. Vợ anh còn phụ giúp anh về kinh tế để gây dựng tương lai. Chứ em có giúp được anh cái gì đâu." "Em đừng nghĩ như vậy. Lời ban nãy anh nói là chân thành. Thôi được rồi, ăn đi, nguội hết rồi đây này." Trong lúc chờ thanh toán, Trung thủ thỉ: "Bây giờ cũng trưa rồi, ban nãy chờ em lâu quá nên anh có thuê một phòng ở Chợt Nhớ. Bây giờ anh đưa em qua đó nói chuyện nhé." Cúc biết Trung lên đây với mục đích gì, nhưng quả thật lời đề nghị của anh ta có chút làm Cúc bất ngờ. Cô không nghĩ anh ta lại đề nghị như thế. Hay đây mới đúng là bản chất con người anh ta mà lâu nay Cúc không biết. Trung thì cứ đứng đó chờ đợi câu trả lời của cô. Nhưng còn chưa nhận được sự đồng ý thì điện thoại Cúc lại reo vang. Nghe máy xong, Cúc vội vàng nói: "Em xin lỗi, cái Phượng bị ốm, em phải về mua thuốc cho nó." "Sáng nay em có nói gì đâu, sao bây giờ lại bảo ốm?" "Thì sáng nay nó mệt rồi, nhưng giờ lại sốt quá nên mới phải gọi cho em." Trung tức lắm, nhưng cũng chẳng thể giữ Cúc lại. Nhìn bóng lưng khuất dần mà hắn ta cuộn tay thành nắm đấm từ lúc nào chẳng hay. Trung háo hức chờ đợi giây phút được hòa mình cùng người cũ từ đêm hôm qua. Cả đêm nằm bên vợ, nhưng những hình ảnh hoan lạc cùng Cúc cứ thế vẩn vít trong đầu khiến Trung chẳng thể nào chợp mắt được. Sáng nay Trung còn dậy sớm hơn mọi ngày, lấy lý do là lên trên thành phố xem địa điểm mở cửa hàng mà rời đi. Vợ Trung một hai đòi theo nhưng Trung nhất quyết không cho. Thái độ ấy của Trung cộng với việc cuộc gọi tối qua đã khiến vợ Trung nổi máu gan. Hai người đã cãi nhau một trận. Nhưng đàn ông mà, một khi đã sống bằng nửa thân dưới thì anh ta sẽ chẳng thể nào dùng cái đầu để mà suy tính thiệt hơn được nữa. Vợ giận mặc vợ, vợ khóc cũng chẳng quan tâm. Anh ta phải đi thỏa mãn thân xác anh ta trước đã. Có ngờ chẳng sơ đâu, lên đây lại chẳng sơ muối được gì, không tức làm sao được. Tức thì tức thế, nhưng Trung không nghĩ là Cúc chơi mình. Anh ta vẫn ngây thơ nghĩ là Cúc yêu anh ta như thế, sẽ chẳng có chuyện bày trò với anh ta. Mà có thể là đêm qua Cúc say nên không nhớ thật. Không sao, thua keo này ta bày keo khác. Sớm muộn gì Trung cũng biến Cúc thành một cô nhân tình bé nhỏ trung thành của riêng mình. Cuộc sống của Trung có một cô vợ quyền thế, hậu thuẫn cho về kinh tế và công việc.
lại có một cô nhân tình trẻ đẹp nóng bỏng bên cạnh. Đặc biệt cô nhân tình đó lại hết lòng yêu Trung thì quả thật chẳng thua kém gì mấy tay lắm tiền nhiều của. Trung cứ thế tự huyễn hoặc mình trong cái mớ suy nghĩ ấy, mà không biết ở phòng Cúc đang ha hà cười với Phượng. Nhìn cái thằng cha đó, mặt nó ngây ra mà khoái mẹ. Cúc này, mày dừng lại được rồi đấy. Chơi ra cũng có ngày bị đứt tay. Hôm nay tao có thể giải vây cho mày. Vậy còn những lần sau thì sao? Hay mày định lên giường với anh ta thật? Có sao? Trước đây tao cũng lên giường với anh ta nhiều lần rồi. Thêm một hai lần, hay vài chục lần nữa thì cũng đâu có khác gì nhau. Mày điên rồi. Tao nói trước, nếu mày lên giường với hắn ta, tao sẽ chuyển vào ký túc ở đấy. Nói rồi Phượng đóng rầm cửa phòng và bỏ ra ngoài. Còn một mình Cúc cứ ngồi thần người suy nghĩ. Căn phòng này là của anh em đằng nhà Phượng cho hai đứa thuê với giá rẻ. Chứ nhà nghèo như Cúc với Phượng thì làm gì có đủ kinh tế thuê một cái phòng rộng rãi thế này. Nếu có thuê thì cũng phải ở ghép đến 3-4 người. Bây giờ Phượng đi thì liệu người ta có cho Cúc thuê với cái giá nữa không? Mà có thì một mình Cúc cũng sợ là không đủ kinh tế để mà trang trải. Nhưng mà đã đi đến bước này rồi, chẳng lẽ là dừng lại. Nhìn cái bản mặt của kẻ Cúc vẫn gọi là mối tình đầu, Cúc không can tâm. Cúc vẫn muốn kẻ lấy vợ để dựa hơi như anh ta, phải tan cửa nát nhà. Phượng từ nhỏ đã thân với Cúc. Chắc chắn là không có chuyện sẽ bỏ Cúc một mình đâu. Cúc cứ tin là như thế. Để rồi đánh rơi mình vào những lầm lạc không tài nào rút chân ra được. Sẽ chẳng thể nào có một người đàn ông đã có vợ lại ngày ngày quan tâm bạn với một suy nghĩ trong sáng mà không vương một chút dục vọng được cả. Và Trung cũng thế. Anh ta yêu Cúc là thật. Nhưng những quan tâm anh ta dành cho Cúc sau này và dĩ nhiên là không hề đơn thuần. Nhất là sau đêm tân hôn, biết được mình không phải là người đàn ông đầu tiên của vợ, anh ta lại càng khao khát được một lần ân ái lại với Cúc. Cái cảm giác là người đàn ông đầu tiên của Cúc khiến cho anh ta thỏa mãn. Và anh ta cũng đơn thuần nghĩ rằng Cúc yêu mình. Vậy nên chỉ bằng một vài lời mật ngọt cố sẽ ngã vào lòng Trung. Trung tin, tình đầu sẽ là thứ khó phai trong lòng Cúc, mà không hề nhận ra rằng phía sau ấy là biết bao nhiêu hận thù, toan tính của cô. Thời gian sau đó, cô bận thi học kỳ, còn Trung thì tập trung lo mở cửa hàng, nên hai người không gặp nhau, liên lạc cũng ít hơn trước. Phượng cứ nghĩ do lần trước cô dọa thế nên Cúc sợ và nghĩ lại, mà không hề biết rằng trước khi giông bão bầu trời thường bình yên hơn. Trung đã mở xong cửa hàng và làm luôn trên thành phố. Còn vợ anh ta thì vẫn là một cô giáo mầm non ở quê nên chẳng thể theo chồng. Bởi vậy anh ta càng ngày càng rảnh chân mà quan tâm đến Cúc. Còn Cúc thì sau khi thi học kỳ căng thẳng cũng sốt ruột với kế hoạch trả thù của mình. Hai kẻ đó cứ thế lao vào nhau như hai con hổ đói lâu ngày. Tiếng chuông điện thoại reo, Cúc chờ một lát rồi mới bắt máy. Alo, em nghe. Em đang làm gì đấy? Nếu em nói là em đang nhớ anh. Liệu anh có tin không? Đầu dây bên kia vọng lên tiếng cười sảng khoái của Trung. Tin? Dĩ nhiên là anh tin. Vì anh cũng đang nhớ em mà. Thật à? Mà gọi cho em có việc gì đấy? À, muốn hỏi xem mai cuối tuần em có về quê không? Cúc ngẫm nghĩ một lát. Vì cô biết anh ta hỏi thế chắc chắn là có lý do chứ chẳng phải bâng quơ mà anh hỏi. Em không? Sao thế? À, anh tính rủ em tối nay đi xem phim. Mà lỡ ngày mai em về quê mà đi xem phim thì sẽ mệt. Nên anh phải hỏi trước. Thôi em không đi đâu. Anh cứ đi mà rủ vợ anh xem. Vợ anh ở quê mà. Với cả xem với cô chán lắm. Suốt ngày cô chỉ nói về lũ trẻ trường mầm non. Nào là đứa này dễ thương, đứa này thông minh. Rồi lại ước sau này sẽ có con như thế. Anh mệt lắm. Anh chỉ muốn được cùng em xem phim như ngày xưa mình vẫn hẹn hò. Với cả xem phim ở rạp mùng 8 tháng 3 trên đó mới hay. Loa điện thoại của Cúc hơi to nên Phượng cũng nghe thấy Trung vừa nói. Phượng cứ ngồi giật áo Cúc rồi xua tay. Ý muốn bảo Cúc đừng nhận lời. Vậy nhưng Cúc lại bảo. Nhưng mà bây giờ muộn rồi. Anh lên đấy thì nửa đêm rồi còn phim với phò gì nữa. Không, anh đang gần em rồi. Chỉ cần em gật đầu thôi. Chờ em một chút rồi em trả lời sau nhé. Cúc tắt máy.
Mím môi nhìn Phượng bằng ánh mắt đầy tội lỗi. Cúc biết, nếu nhận lời đi xem phim thì kiểu gì chú cũng lân la gạ Cúc lên giường. Bản thân Cúc biết cũng chẳng thể nào giữ thân mình mãi. Cúc cũng xác định việc lên giường cùng chung chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhưng mà Phượng, cái ánh mắt nó nhìn Cúc khiến Cúc áy náy vô cùng. Phượng không nói nhưng Cúc biết, còn bản thân đang muốn Cúc từ chối cuộc hẹn ban nãy. Có điều mấy lần trước Cúc đã từ chối ta rồi. Nếu bây giờ mà từ chối tiếp thì e là anh ta sẽ nản và bỏ cuộc. Vậy thì bao nhiêu công chăn dắt của Cúc coi như là xong. Mà có khi rồi anh ta lại nhãng ra mà về với vợ thì hỏng hết. Cúc lấy hết can đảm nói với Phượng. Phượng, Phượng xinh gái, ta bảo này. Nếu mày bảo mày đi với hắn thì mày không cần phải nói gì cả đâu. Mày hiểu lòng tao phải không Phượng? Phượng quay lưng lại với Cúc, giọng nó nghẹn lại và bảo. Chính vì tao hiểu mày đang nghĩ cái gì nên tao mới không muốn mày đi. Chuyện của mày tao không muốn nói với bố mẹ mày vì không muốn hai bác đau lòng. Nhưng nếu mày cứ quyết định đến làm nhân tình cho cái thằng khốn đó mua vui thì mày hãy xem như không có đứa bạn là tao. Tao sẽ đi cho mày thỏa sức làm theo ý mày muốn. Cúc ôm chầm lấy Phượng. Cúc khóc. Phượng cũng khóc. Phượng còn nói nhiều lắm. Nhưng mà chỉ một cuộc điện thoại của Trung gọi đến là Cúc lại bỏ ngoài tai. Cúc vẫn cố chấp đi. Phượng cũng chẳng thể giữ. Chỉ có thể bất lực nhìn Cúc trượt dài trên những sai lầm không cách nào sửa chữa được. Chỉ là ngày hôm sau, khi cô mệt mỏi lết thân xác sau một đêm hoan lạc trở về, thì căn phòng trọ bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Cúc giật mình nhìn quanh chẳng thấy Phượng đâu. Quần áo trong tủ cũng chỉ còn toàn đồ của Cúc. Lẽ nào lời cảnh cáo của Phượng là thật? Cúc lo sợ. Còn lo hơn cái ngày mà Cúc thay tin Trung bỏ Cúc đi lấy vợ. Cô cố gắng gọi điện cho Phượng, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài mà chẳng thấy Phượng nghe máy. Cô vội chạy đến ký túc xá trường hỏi thăm xem Phượng chuyển đến ở phòng nào nhưng chẳng ai biết. Phượng không có ở đây. Vậy Phượng ở đâu? Còn vài tháng nữa là hai đứa đi thực tập rồi. Sao Phượng còn bỏ đi cơ chứ? Tình yêu đầu bỏ Cúc để đi lấy vợ. Bây giờ đến con bạn thân nhất cũng rời bỏ Cúc mà đi. Bố mẹ anh trai thì Cúc chẳng dám tâm sự những chuyện này. Cúc cảm giác bản thân bị bỏ rơi ngay giữa dòng người đông đúc, cô đơn và lạc lõng. Cúc biết con đường đang bản thân đi là sai trái. Nhưng liệu có ai hiểu cho cảm giác của Cúc hay không? Cái cảm giác tin và yêu một người hết lòng. Giờ chính cái lúc ngỡ bản thân hạnh phúc nhất thế gian thì mọi thứ lại tan vỡ, nhanh như bong bóng xà phòng vậy. Cúc cũng muốn quên, muốn rời xa anh ta, nhưng anh ta đâu để cho Cúc được quên. Anh ta cứ ngày ngày đeo bám Cúc, khơi dậy trong lòng Cúc sự hận thù, để rồi Cúc biết sai trái nhưng mà vẫn cứ đâm đầu vào. Mà thôi, như thế cũng tốt. Cúc cũng không muốn Phượng phải đau lòng cứ chứng kiến Cúc thay đổi mỗi ngày. Dù Phượng có ghét Cúc, nhưng mà cả đời này thì Cúc vẫn xem Phượng là người bạn thân, một người chị em tốt. Cuối tuần sau, thay vì về quê, Cúc lại lặn lội đến chỗ xưởng mới của Trung. Vừa là để xem tình hình làm ăn của Trung thế nào, vừa là vì trong đầu Cúc đang có những dự tính riêng. Thấy Cúc, Trung vừa mừng vừa lo. Mừng vì cô nhân tình bé nhỏ, sau một lần cắn mồi, nay đã tự mình tìm đến Trung. Còn lo vì dẫu gì xưởng này cũng là do nhà vợ cho vay vốn. Khách khứa ở đây cũng phần lớn là nhờ cái danh ông bố vợ làm ở tỉnh mà tới xưởng. Chứ Trung chân ướt chân ráo tới đây làm thì làm sao mà có được lượng khách như thế này. Vậy nên Trung rất sợ một ai đó biết chuyện giữa Trung và Cúc mà nói lại với đằng vợ. Bố mẹ vợ Trung mà biết thì coi như là cái cây rút tiền của Trung cũng bị khóa từ đây. Trung vội vã kéo tay Cúc bảo, xem lại đến đây. Hôm trước anh đọc địa chỉ cho em cứ nghĩ anh có ý mời em sẽ tem cơ sở làm ăn của anh, mời cả người ta tới thăm anh. Nếu anh không thích thì em về. Anh không có ý đó. Ý anh là xem công điện trước đánh sắp xếp. Em đến đường đột thế này, nhỡ vợ anh. À, nhỡ anh không có ở đây thì sao? Cúc biết tỏng anh ta sợ vợ, nhưng Cúc vẫn giả bộ ngây thơ và bảo, nếu bất tiện thì thôi, anh cứ làm việc đi. Coi như là em đến cho biết. Giờ em bắt xe đi về. Thật sự chỉ vì nhớ anh nên em mới đến, chứ em cũng không nghĩ gì nhiều.
Trung thở dài suy nghĩ một lát rồi bảo: anh xin lỗi. Thôi bây giờ thế này, anh đang làm dở tay, anh sẽ gọi xe cho em ra chỗ Vòng Xuyến, thuê tạm nhà nghỉ đó nghỉ ngơi trước. Anh xong việc sẽ qua đó với em ngay. Bên kia đường có nhà nghỉ, sao anh không để em thuê luôn cho tiện? Em cứ nghe lời anh đi, quyết định thế nhá. Nhanh anh còn làm nốt. Cúc không đáp mà đứng chờ xe tới. Trên xe Cúc cứ trầm lặng suy nghĩ. Cúc nghĩ về Phượng. Từ khi Phượng đi đến nay Cúc chẳng biết rõ chỗ ở hiện tại của Phượng ở đâu. Hàng ngày vẫn gặp nhau trên lớp thật đấy, nhưng Phượng tuyệt nhiên không nói nửa lời với Cúc. Ai nhìn vào cũng biết Cúc và Phượng đang giận nhau. Cái Lan thì kéo tay hỏi: này, mày con Phượng sao đấy? Cãi nhau một chút đấy mà. Cãi nhau? Chúng mày thân nhau còn hơn cả chị em ruột. Cãi nhau cái kiểu gì mà con Phượng bỏ đi? Lại còn không thèm nhìn mặt mày nữa. Nói đi, mày gây tội gì? Mệt mày quá. Đã bảo cãi nhau là cãi nhau. Thôi đi ra kia đi. Cúc phải trả bộ nổi khùng lên thì mấy đứa nhiều chuyện mới thôi soi mói Cúc và Phượng. Không phải là Cúc không muốn nhắc đến, mà chỉ là Cúc không muốn Phượng phải buồn vì những lời bàn ra tán vào nhiều chuyện đấy. Cúc quý Phượng còn hơn cả anh trai, mà bố mẹ Cúc cũng coi Phượng như con cái trong nhà. Từ nhỏ tới lớn, nếu đứa nào bị tổn thương, đứa kia đều đứng ra bảo vệ. Vậy mà lần này, nếu bố mẹ Cúc biết chắc là buồn lắm. Đứa con gái mà từ trước đến nay mẹ Cúc vẫn luôn tự hào, những lời mẹ dạy Cúc vẫn còn nhớ. Sẽ thế nào nếu mẹ cô biết cô đang làm ngược lại với những lời bà dặn dạy? Cả đời bà đã vất vả vì anh em cô, bà nhẫn nhịn, bà hy sinh cũng chỉ vì để cho anh em cô có một tương lai tốt đẹp. Vậy mà cô đang làm gì thế này? Anh ơi, cho em xuống đây. Sao bà qua chỗ Vòng Xuyến? Dạ không, anh chỗ em xuống đây bắt xe khách đi Hà Nội, em cảm ơn anh. Cúc trả tiền sau đó cứ lang thang đi bộ. Cúc cũng chẳng biết bản thân phải đi đâu. Mỗi bước chân là một giọt nước mắt rơi. Trên cao, nắng cũng lan đến đến quá đỉnh đầu, mà Cúc cứ bước trong vô vọng như thế. Đến khi có tiếng chuông điện thoại reo, Cúc mới mệt mỏi dựa vào gốc cây ven đường và nghe. Em ở chỗ nào thế? Em cũng chẳng biết nữa. Em giận anh đấy à? Ban nãy anh bận thật mà. Em đang ở nhà nghỉ nào, nói đi anh qua. Cúc khóc lớn, một tay cầm điện thoại, tay còn lại cô ôm chặt lấy ngực trái của mình và nói trong đau đớn. Anh này, em chẳng giận dỗi gì anh cả. Chỉ là em chợt nhận ra bản thân đang đi sai đường. Em muốn quay đầu, em muốn làm lại. Em buông tha cho em. Anh đừng liên lạc với em nữa nhé. Này! Nói xong Cúc tắt vội máy. Cúc sợ nếu là nghe anh ta dỗ ngọt thì Cúc sẽ mềm lòng. Sợ rằng chỉ cần thêm một câu, một chữ nữa thì những hận thù vốn có kia là che mờ mắt cô. Ít nhất là trong lúc này cô chỉ muốn nhớ về người mẹ tào tần, người đã cả đời hy sinh cho cô. Trước đây cô cứ nghĩ là bà vất vả như thế là vì sợ bà nội. Nhưng ngay cả khi bà nội mất rồi, bà vẫn tham công tiếc việc như vậy. Thậm chí bà còn làm nhiều việc hơn ngày trước. Khi ấy Cúc đang học lớp 9, nhìn cái bóng lưng còng của mẹ đang đổ dài trên bức tường mà nước mắt rơi. Quá nửa đêm rồi mà bà vẫn còn đang ngồi đan cho cô chiếc khăn len, chỉ vì đài báo ngày mai có gió mùa về. Vậy nên bà mới thức thâu đêm mà đan cho kịp. Vậy mà Cúc ngoài ăn học ra thì chưa đỡ đần cho bà về gì cả. Lúc nào bà cũng xoa đầu anh em Cúc và dặn: chỉ cần các con học thật giỏi là mẹ đã vui lắm rồi. Thế mà có mỗi ngày nấu hai bữa cơm mà anh em Cúc còn tị nhau. Có lần 12 giờ trưa mẹ đi cấy về bếp vẫn cứ lạnh tanh. Chỉ vì anh em Cúc cãi nhau, không ai chịu nấu cả. Lần ấy mẹ Cúc giận lắm. Lần đầu tiên bà giận tới mức vơ luôn cái cán chổi mà đánh anh Cúc. Những ngày khác thì không nói. Vậy mà hôm nay chủ nhật hai đứa đều được nghỉ học. Mẹ đã không bắt ra đồng vì sắp đến kỳ thi học hết kỳ 1 rồi. Mẹ muốn anh em chúng mày ở nhà học, nhưng mà chúng mày cũng phải thương mẹ một chút chứ. Bố đã thế rồi, bây giờ anh em chúng mày cũng vậy thì mẹ sống làm sao? Hay chúng mày muốn nhìn mẹ làm quá sức mà chết đi hả? Mẹ, con xin lỗi, tại anh Cường. Lại còn đổ lỗi cho nhau nữa à? Trưa nay bố mày cũng đi ăn cơm thợ, chúng mày không nấu thì nhịn.
Nay tao cho anh em mày nhịn một bữa cho sáng mất ra. Mẹ Cúc bất lực vất mạnh cái chổi đỡ cùn xuống nền nhà rồi bỏ đi nằm. Cúc ngồi thần người ra mới thấy thương mẹ. Vậy là hai anh em chẳng bao ai bảo ai, mỗi người một việc đi nấu cơm. Xong xuôi thì cũng hơn 1 giờ. Cúc lén lén đứng bên giường nhìn mẹ ngủ say mà không nỡ gọi. Cứ thế Cúc ngồi xuống bên cạnh đếm những nếp nhăn trên mặt mẹ. Năm nay mẹ mới có 38 tuổi thôi, mà cái gương mặt khắc khổ ấy đã chẳng chịt nếp nhăn. Nhìn thế nào cũng chẳng thấy nét xuân sắc một thời đâu nữa. Bây giờ cô đã 22 tuổi, là sinh viên năm cuối rồi. Gương mặt của mẹ chưa hôm ấy Cúc vẫn khắc ghi trong đầu. Cô đã tự nhủ rằng nó sẽ là động lực để cô cố gắng vươn lên. Nhất định cô sẽ luôn khiến cho mẹ vui như cái ngày bà cầm giấy báo nhập học của cô trên tay. Giấy nhập học của ngôi trường mà cô vẫn mơ ước, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Chỉ vài tháng nữa thôi, cô sẽ đi thực tập rồi ra trường. Khi ấy cô có thể đi làm, có thể tự mình kiếm tiền để báo hiếu mẹ. Nhưng nhìn đi, Cúc đang trở thành con người gì thế này? Cúc là thứ mà xã hội kia vẫn khinh bỉ, là kẻ thứ ba chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Sai lầm ấy đã khiến cô phải mất đi đứa bản thân. Cô không muốn, không muốn tiếp tục sai lầm nữa. Cô lau vội giọt nước mắt, rồi bước lui ra ngoài vẫy xe đi Hà Nội. Trường nào tới Hà Nam cô sẽ xuống. Cô nhớ mẹ, cô muốn về thăm bà, muốn ăn với bà một bữa cơm ấm áp. Bà Huệ, mẹ Cúc, thấy con gái về thì ngạc nhiên hỏi. Sao hôm trước mẹ điện hỏi thì lại bảo không về? Dạ con nhớ mẹ quá nên lại về. Mà mẹ đi đâu vậy? Mẹ chuẩn bị ra đồng làm cỏ. Nhưng mà thôi, con về thì nay mẹ nghỉ một bữa cũng được. Ra bể rửa mặt mũi tay chân cho mát đi con. Cúc gật đầu bước ra bể. Cái bể này nhà cô xây từ lâu lắm rồi. Ngày ấy bà nội vẫn còn sống. Bể này mẹ chuyên dùng để hứng nước mưa sử dụng. Ở quê cô vẫn chưa có nước sạch như trên Hà Nội. Mọi sinh hoạt thì vẫn chủ yếu nhờ vào nước mưa, nước giếng. Sạch, mát và lại không tốn tiền. Hai mẹ con mới gặp nhau tháng trước mà cứ nhớ như là lâu lắm rồi không gặp. Bà Huệ cứ hỏi con đủ thứ. Nào là dạo này năm cuối giờ có vất vả hay không? Rồi liệu có được làm luận văn không hay phải thi hả con? Sao lại đến thế sao này? Mẹ gửi tiền có đủ tiêu hay không mà đợt này con gầy thế? Bà hỏi như thế cả nguồn sống của bà chỉ có mình cô. Mọi quan tâm bà đổ dồn với đứa con gái mà trong mắt bà lúc nào cũng là bé bỏng và cần bao bọc. Ngày trước khi còn là sinh viên năm thứ hai, cô đã từng xin đi làm thêm, nhưng bà nhất quyết bắt nghỉ. Bà bảo cô nhỏ như thế thì làm sao mà làm được. Công việc của cô hiện tại chỉ cần lo học cho tốt là được. Cúc thuyết phục mẹ không được thì cũng chẳng làm thêm nữa, mà chú tâm vào học. Nhờ thế mà năm nào Cúc cũng được đạt loại giỏi. Mẹ cô tự hào lắm, đi khoe khắp làng. Anh Cường, anh trai Cúc thì làm công nhân ở trên phủ lý. Anh trước cũng học xây dựng, nhưng mà ra trường không xin được việc nên chấp nhận đi làm công nhân. Từ nhà cô lên thành phố chỗ anh làm cũng khoảng 30 cây. Vậy nên sáng anh đi làm sớm, tối anh lại về nhà ăn cơm với bố mẹ cho bố mẹ vui. Nhìn thì cũng cao giáo đẹp trai, vậy mà 25 cây sân xanh rồi cô vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Hỏi thì anh bảo, con gái bây giờ thực dụng lắm, ai nó yêu cái thằng nghèo như anh. Những lúc như thế Cúc luôn cái lạ. Anh đừng có vơ đũa cả nắm như thế nhé. Có mà anh xấu tính quá nên chẳng ai chịu nổi thì có. Anh mày như thế này mà mày lại bảo xấu tính. Chứ không làm sao mà mãi chẳng có cái bà nào nhòm ngó đến anh. Anh thở dài bảo. Thì anh đã bảo con gái bây giờ toàn yêu thông qua vì tiền thôi. Mà anh mày nghèo không có tiền mua ví. Thế nên đương nhiên cũng không có người yêu. Quả thật là anh Cường không dùng ví. Ngày xưa còn đi học thì có thể hiểu. Nhưng bây giờ anh vẫn thế, lĩnh lương rồi đưa cho mẹ. Chỉ giữ lại một ít để sang xe đi lại. Mà anh bảo mấy đồng lẻ thì cần gì phải dùng ví. Vừa tốn tiền, lại còn vướng víu. Cúc dân muốn cãi rằng em trước yêu cũng đâu nhìn vào ví tiền. Vì khi ấy mối tình đầu của cô ngoài cái nghề sửa chữa ô tô lấm lem và một ý chí phấn đấu cho tương lai thì cũng đâu có gì trong tay. Thế mà cô vẫn yêu say đắm đó thôi. Tiếc là bây giờ anh ta khác quá. Một thằng đàn ông sống bám vào váy vợ, dựa vào kinh tế nhà vợ nên cũng dần thay đổi.
chẳng còn giống như trước kia nữa. Cứ nghĩ đến anh ta, Cúc lại thấy buồn. Thấy Cúc có thần người ra thì anh trai vỗ vai hỏi. Này, nghĩ cái gì thế? À, em đang nghĩ đến việc ăn cơm xong lại phải đi nên buồn. Gớm, mày cứ làm như là mày là gái chuẩn bị về nhà chồng ấy không bằng. Ăn nhanh, anh lai ra ngoài kia bắt xe không thì muộn. Chỉ duy nhất có bố Cúc là ít nói. Ông hiếm khi hỏi thăm con gái xem học hành như thế nào. Mọi thứ có ổn không? Trước đây Cúc thấy ông vô tâm. Nhưng bây giờ Cúc lại thấy đàn ông như thế là bình thường. Thà rằng cứ khô khan một chút, còn hơn những kẻ lèo mép nhưng lại âm thầm cắm lên đầu bạn vô vàn chiếc sừng nhọn hoắt. Từ khi hiểu ra cái chân lý đó, Cúc không còn ghét bỏ hay khó chịu với bố nhiều như trước nữa. Nhất là trong bữa cơm, sau khi uống vài chén rượu, bố Cúc có nói. Bố biết bố chẳng thể lo được cho các con bằng bạn bằng bè. Nhưng để lo được cho các con ăn học đại học là bố mẹ đã cố gắng lắm rồi. Chỉ mong sao các con hiểu mà phấn đấu. Nhất là cái Cúc, con gái ra ngoài thì phải biết giữ lấy thân. Nhẹ dạ cả tin thì chỉ mình thiệt thôi con ạ. Vâng, con biết rồi mà. Còn nữa, làm gì thì cũng nên nghĩ trước nghĩ sau. Đừng có làm xấu mặt bố mẹ nghe chưa. Cúc thoáng giật mình sau câu nói ấy. Có khi nào mà không, với cái tính cách của bố thì nếu bố biết gì đó chắc chắn nó chửi ầm ĩ lên một trận. Hoặc nặng hơn là đánh cô tuyết xác ra chứ chẳng có chuyện nào nhỏ nhẹ như thế được. Là Cúc lo nghĩ quá thôi. Nghĩ vậy Cúc thở hắt ra, gắp cho bố miếng thịt và bảo. Con nhớ rồi, bố ăn đi. Uống ít rượu thôi không tốt cho sức khỏe đâu. Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện. Cái không khí ấm áp, hạnh phúc này Cúc cứ mong nó dài, dài mãi. Thế nhưng bữa tiệc nào chẳng đến lúc tàn. Nói chuyện thêm một lát nữa thì mẹ Cúc có nhắc. Thôi Tăng Cường lai em ra ngoài kia bắt xe đi cho sớm đi, để đấy mẹ dọn cho. Mẹ cứ để con rửa một loáng là xong ấy mà. Mẹ bảo rồi, con cứ đi đi, mấy cái bát cứ để đấy. Con gái đi tối không tốt, nhớ mang với túi rau với ít thịt mẹ để trên nóc tủ đi mà ăn. Nên đi mua bán đắt đỏ rồi lại không dám ăn. Mẹ cho thêm ít tiền đấy này, đấy thì cần gì thì tiêu, nghe chưa? Cúc đẩy lại tiền không nhận và mẹ bảo. Tiền lần trước mẹ đưa với anh Cường cho con vẫn còn. Mẹ cứ giữ lấy khi nào hết con xin ạ. Mẹ cho thì cứ cầm lấy, không tiêu đến thì cất đi. Bây giờ cuối kỳ chuẩn bị đi thực tập nữa, nhiều thứ phải chi tiêu lắm đấy con ạ. Vâng, vậy con xin ạ. Chờ Cúc cất tiền cẩn thận xong bà Huệ nói tiếp. Tôi lên bàn uống nước đi, giờ đi đi kẻo muộn. Gọi xem cái Phượng đi chưa, sáng nay mẹ thấy nó về đấy. Gọi nếu nó chưa đi thì thằng Cường vòng qua chở nó luôn, đỡ mất công ông Phong chở đi. Cúc vội vã nói. À, nó đi trước rồi mẹ. Cũng may mẹ Cúc không hỏi thêm điều gì. Nhưng chẳng hiểu vì sao lần này Cúc cứ có một cảm giác buồn man mác ở trong lòng. Cúc không rõ mình buồn vì điều gì, chỉ cảm thấy tâm trạng vô cùng nặng nề và u uất. Gần 2 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, Cúc suy nghĩ nhiều lắm. Nghĩ về gia đình, về Phượng và cả những kỷ niệm bên chung. Ngày ấy vui có, buồn có, nhưng chung luôn đem đến cho cô một cảm giác an toàn và tin tưởng. Một cảm giác giống như thể cả đời này cô có thể an tâm và dựa vào bờ vai ấy, không cần phải suy nghĩ bất kỳ điều gì cả. Cảm giác vẫn mãi là cảm giác. Tin tưởng đến mấy, yêu nhau cỡ nào thì đến cuối cùng vẫn là bi thương. Anh ta vẫn là cái kẻ tham phú phụ bần. Còn Cúc, suýt chút nữa cũng khiến bản thân thành một kẻ đáng khinh nhất xã hội. Cô cứ ngỡ chỉ cần cô dứt khoát như thế, chỉ cần nói rõ ràng mọi chuyện là có thể kết thúc, chúng sẽ buông tha cho cô. Hận thù trong lòng cô cũng vì thế mà tan biến. Cúc sẽ trở lại giống như là Cúc của ngày xưa, vô tư, hồn nhiên và đặc biệt là sẽ luôn có Phượng ở bên cạnh, giống như cái cách mà cả tuổi thơ của hai người vẫn bên nhau. Nhưng Cúc không ngờ lại có một cuộc điện thoại làm thay đổi hết mọi quyết tâm của Cúc. Cuộc điện thoại mà Cúc không nghĩ nó sẽ xuất hiện trên máy của cô. Cuộc điện thoại từ mẹ của Trung. Số điện thoại ấy Cúc vẫn lưu. Nhìn cái tên mẹ anh Trung đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại mà tay cô run run. Run đến mức phải ấn hết 3 lần mới nghe được điện thoại. Alo ạ?
Cúc à, con... con nhận ra bác không? Dạ, bác là Thêu, mẹ anh Trung, con vẫn còn lưu số mà. May quá, con vẫn còn nhớ và chịu nói chuyện với bác. Bác gọi điện thế này không biết có làm phiền con hay không? Dạ không đâu ạ. Thế hai bác dạo này vẫn khỏe chứ ạ? Bác vẫn thế. Mà dạo này con với thằng Trung nhà bác còn liên lạc không? Câu hỏi bất ngờ đến mức phải mất một lúc sau Cúc mới ấp úng trả lời. Dạ, sao bác lại hỏi thế ạ? Bọn con không ạ. Bác chỉ hỏi thế thôi. Bác biết con đang buồn lắm. Mấy lần bác cũng muốn gọi cho con nhưng không biết phải nói gì. Bác trai thì cứ bảo bây giờ gọi chỉ càng cho con thêm suy nghĩ. Vậy nên đến bây giờ bác mới gọi cho con. Bác xin lỗi con nhiều lắm. Thằng Trung nhà bác nó cứ quyết định bất ngờ quá. Nên bác... Không có gì đâu ạ. Chuyện qua rồi thì cho qua luôn đi ạ. Đầu dây bên kia Cúc nghe rõ tiếng thở dài của mẹ Trung. Ngày trước bác không quá yêu quý Cúc, nhưng cũng không hề tỏ ra ghét bỏ cô. Đối với mối quan hệ của Trung và Cúc, bác cũng chưa từng biểu hiện một chút gì là không thích cả. Cúc nhớ có lần bác còn khen Cúc tình cảm và tốt tính nữa. Mà thôi, dẫu sao thì con trai bác ấy cũng đã lấy vợ. Cúc cũng quyết định không dính dáng gì đến anh ta nữa. Vậy nên thôi, gạt anh ta ra khỏi suy nghĩ thì tốt hơn. Nghĩ vậy nên Cúc hỏi lại. Mà bác gọi cho con có chuyện gì không ạ? Cũng không có chuyện gì quan trọng. Bác chỉ muốn biết là dạo này con thế nào. Bác sợ con buồn chuyện thằng Trung, nhưng lại không biết an ủi con thế nào. Hôm nó cưới, bác có hỏi nó có thông báo cho con không thì nó không nói gì. Bác cũng đoán là nó không dám nói. Còn bác cũng không muốn con đau lòng, nên không gọi cho con. Bác thương con nhiều lắm. Nghe những lời ấy suýt chút nữa thì bật khóc. Bác ấy là mẹ Trung, nhưng lại đang an ủi cô. Ngàn vạn lần cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có cuộc điện thoại của ngày hôm nay. Ngay cả khi định đến với Trung để trả thù, cô cũng không một lần nghĩ về bố mẹ Trung. Cứ quên mất rằng nếu anh ta không hạnh phúc thì người làm cha làm mẹ như hai bác sẽ đau lòng đến thế nào. Vậy mà bác lại lo Cúc buồn nên gọi điện hỏi thăm. Cô thấy có lỗi với bác gái vô cùng. Cô nghẹn giọng nói. Bác, con mới là người phải xin lỗi bác. Con đừng nói thế. Mà Cúc này, vợ chồng bác tiếp xúc với con không nhiều, nhưng hai bác thật sự quý con. Bác trai ngày trước cũng ao ước có một cô con gái xinh đẹp và tốt bụng như con. Nhưng mà số hai bác không có con gái. Thôi thì con không có duyên làm con dâu của bác, thì bác có thể nhận con làm con nuôi được không? Cúc giật mình, đưa sang chiếc điện thoại nhìn lại xem có đúng là mẹ Trung đang gọi hay không. Khi xác định đúng là bà, Cúc mới hỏi lại. Bác bảo gì cơ ạ? Bác biết là con chưa thể trả lời ngay được. Con cứ suy nghĩ đi. Nếu con không muốn thì bác cũng không dám ép. Bác biết chuyện này là hơi đường đột, và cũng biết là con khó xử. Nhưng mà chẳng hiểu sao bác lại cứ mong muốn có một đứa con gái giống con. Cúc mím môi suy nghĩ. Đúng là nhà Trung có ba anh em trai. Cúc cũng từng nghe bác gái nói ao ước một đứa con gái mà không được. Sau khi sinh Trung thì bác bị gì đó, Cúc không nhớ rõ lắm. Đại loại là sau đó sức khỏe bác không cho phép sinh thêm con. Vậy nên dù cả hai vợ chồng đều ao ước có một mụn con gái, nhưng cũng đành gác lại. Việc nhận con nuôi cũng không có gì là quá xa lạ với Cúc. Nhưng mà mối quan hệ Cúc với Trung lúc trước kia, bác không sợ Cúc sẽ làm rạn nứt hạnh phúc gia đình con trai của mình hay sao? Cúc thì lại sợ, nếu nhận lời làm con nuôi, sẽ không thể nào tránh khỏi việc lâu lâu trở về thăm họ được. Mà về đó, chứng kiến cảnh vợ chồng Trung, Cúc sợ. Sợ cái quyết tâm ban nãy của mình để lung lay. Nhưng mà Cúc có một chút tò mò về vợ Trung. Chính xác hơn là Cúc rất tò mò. Cúc thật sự muốn biết chị ta là người như thế nào, xinh hay xấu, tính nết ra làm sao. Cúc muốn thấy rõ mặt kẻ đã khiến Cúc thua cuộc. Muốn một lần đối mặt với cô ta, để xem ngoài kinh tế và một ông bố làm to, thì Cúc có điểm nào thua kém cô ta hay không. Phân vân một hồi, Cúc e dè nói. Bác, con cũng rất quý hai bác. Có điều việc này hơi bất ngờ. Hơn nữa mối quan hệ giữa con và anh Trung ngày trước,
Con muốn suy nghĩ thêm rồi sẽ trả lời sau có được không ạ? Được, được mà. Con cứ suy nghĩ đi, không sao cả. Vâng, con đang trên xe mà sắp tới rồi. Con tắt máy chuẩn bị đồ còn xuống nhà bác. Thế chào con, đi đường cẩn thận con nhé. Cúc chào bác gái rồi vội vàng tắt máy. Xe còn phải hơn nửa tiếng nữa mới tới, nhưng mà cô chẳng biết phải nói gì với bác nên mới viện cớ như thế. Tắt máy rồi cô lại ngồi dựa đầu vào kính xe mà nhìn ra bên ngoài. Bây giờ đã là 7 giờ tối, đường phố bắt đầu lên đèn. Giờ này mọi người đa phần là đang quây quần bên mâm cơm gia đình, vậy nên đường phố cũng bớt đi đôi chút cái vẻ nhộn nhịp. Một vài người ngoài kia có lẽ cũng đang hối hả chạy đua với chút ít thời gian cuối ngày, nên chẳng thấy một cô gái đang ngồi đây với trăm mối tơ vò trong lòng đang lơ đánh nhìn họ. Đầu Cúc bắt đầu chuyển đến những cơn đau, mới đầu còn hơi nho nhói, sau càng suy nghĩ thì lại càng đau nhiều hơn, khiến Cúc cứ thế ôm đầu mà nhăn nhó. Cúc cũng chẳng muốn nghĩ gì nhiều đâu, nhưng mọi chuyện gần đây khiến Cúc chẳng thể nào mà gạt ra khỏi đầu được. Cũng may là chỉ một lát sau là xe tới bến Giáp Bát. Sau đó Cúc lại tiếp tục nhảy lên xe bus số 32 để về phòng trọ. Suốt quãng đường Cúc phải lấy hai tay dây vào thái dương để giảm bớt cơn đau. Về đến phòng, việc đầu tiên là Cúc phải uống ngay một viên giảm đau, sau đó leo lên giường dỗ mình về giấc ngủ. Sinh viên vốn dĩ ăn ngủ không đúng giờ, vậy mà lần này cô cố thế nào cũng chẳng ngủ được. Cô nhớ Phượng, nhớ mỗi lần cô ốm nó là người lo lắng thuốc thang cho cô. Nó tuy đánh đá và phổi bò, nhưng lại là một người tình cảm. Lần trước cô ốm, nhà nó có công việc phải về quê, đó cũng là lần cô trao thân cho Trung. Còn lần này cô ốm, nhưng bên cạnh cô lại chẳng có một ai. Cúc, may quá. Em đi đâu mà cả chiều nay anh đợi em mãi không gặp. Mở cửa cho anh đi Cúc. Anh biết em đang ở trong đó mà, mở cửa cho anh đi. Anh có chuyện muốn nói với em. Cúc vốn định cứ thế im lặng mặc kệ anh ta ngoài đó cho chán rồi sẽ đi. Nhưng không ngờ mấy mụ hàng xóm nhiều chuyện, nghe thấy tiếng gọi là ngó đầu ra tỏ vẻ thân thiết hỏi thăm. Trung đấy à? Dạo này bận hay sao mà không thấy ghé đây? Nghe qua là biết giọng của bà Nga chua ngoa đanh đá, chuyên tọc mạch chuyện của hàng xóm này. Chị ta hơn Cúc 2 tuổi, đã đi làm và hiện chưa có người yêu. Cúc dự đoán chị ta sẽ ế tới già nếu không sửa đổi các bản tính tọc mạch đều cáng đi. Điều Cúc lo nhất là mấy người bọn đó, bọn họ không biết Trung đã lấy vợ. Ôi trời ơi, mong là anh ta đừng có nói ra chuyện gì, nếu không Cúc chắc khó sống với mấy cái loa phường này mất. Cũng may là sau một lát suy nghĩ anh ta trả lời. À, Nga đấy à, anh bận một chút, mấy dạo này em khỏe không? Đúng là cái tên Hâm này, thân quen gì mà hỏi thăm cho lắm để chúng nó có cớ mà bắt chuyện. Rồi mà lỡ mồm nói ra cái gì thì xác định từ nay đừng có nhìn mặt cô nữa. Em vẫn thế, mà đồ này làm ăn tốt hay sao mà nhìn anh phong độ đẹp trai hẳn ra thế. Số chị Cúc đúng là sướng, có anh người yêu vừa đẹp trai lại chiều như công chúa ấy, chả bù cho em, đúng là hồng nhan bạc phận mà. Tiếng con Ngọc học sau Cúc 2 khóa, ở cuối dãy trọ cất lên khiến cho Cúc suýt chút nữa thì buồn nôn. Cái bệnh của cô biết, cứ mỗi lần đau đầu, uống thuốc xong khoảng một tiếng sau rồi sẽ nôn. Khi nào nôn hết tất cả mọi thứ có trong dạ dày ra ngoài là cũng hết đau đầu. Còn nếu mà chưa nôn ý, thì cho dù thuốc có ngấm cũng chẳng thể nào mà khỏi được. Vậy mà lần này cô mới uống có hơn 30 phút đã buồn nôn ngay rồi. Cũng may là tiếng của Trung cất lên giúp cô kiềm chế lại được. Em cứ trêu anh. Mà anh này, anh có biết sao tự nhiên chị Phượng lại chuyển đi không? Em nói gì? Phượng đi rồi á? Đi đâu? Thế còn Cúc? Vậy ra anh Trung cũng không biết gì rồi. Cái Phượng nó đi cả tuần nay. Con này cũng ngộ, đi mà chẳng chào ai lên một tiếng. Không biết có chuyện gì mà tự nhiên lại đi anh nhỉ? Em đâu thấy bọn nó cãi nhau đâu mà phải đi. Khổ thân cái Cúc bây giờ cứ lủi thủi một mình. Còn đi, nghe đến đám người đó nhắc đến Phượng, Cúc vội bật chăn đi ra mở cửa. Cô chẳng muốn cái đám người nhiều chuyện để bàn tán bất cứ điều gì về Phượng. Phượng đã buồn vì cô, tại cô nên mới phải dọn đi. Giờ cái đám người không hiểu chuyện này lại định lôi nó ra để làm đề tài buôn hay sao? Mà bọn chúng lại chẳng biết tình trạng mối quan hệ hiện tại giữa Trung và cô. Để tránh bị soi mói,
cô phải nở nụ cười tươi rói với Trung và hồ hở nói. Anh đã, em mới đi vệ sinh nên không mở cửa ngay được. Trung có chút bất ngờ với thái độ vui vẻ của Cúc nên đáp ứng. Thế à? Con này, người yêu qua chơi không mở sẵn cửa mà đón lại đóng cửa ngồi trong nhà vệ sinh. Làm cao thế có ngày có đứa nó hốt mất thì đừng có kêu nhá. Nga ơi, Ngọc ơi, chắc ở quê hay ăn khoai ngứa lắm à? Cúc vừa nói vừa lườm cái đám người đó đến cháy lông mi. Sau đó quay qua Trung kéo tay vào và bảo. Trung sung sướng bước theo Cúc. Còn Cúc sau khi xoay người lại lộ rõ vẻ khó chịu trên mặt. Từ trước đến giờ Cúc không ưa cái đám người nhiều chuyện này. Còn với Trung thì hiện tại lại càng chán ghét. Thêm mà phải nắm tay rồi tươi cười đúng là khó chịu mà. Ngại gì thế không biết nữa. Vào đến phòng, cô buông tay Trung ra. Sau đó mặc kệ anh ta mà leo lên giường cuộn tròn người ngồi một góc. Trung thấy Cúc im lặng thì ngọt nhạt hỏi. Em, sao anh đã dặn chờ anh mà em lại bỏ đi? Chờ? Chờ anh để làm cái gì? Tôi lấy danh phận gì để chờ anh? Người yêu hay là nhân tình? Anh biết em buồn. Anh cũng thương em. Nhưng mà anh đã nói đến thế rồi, sao em không chịu hiểu cho anh? Hiểu cho anh thì ai hiểu cho tôi? Rồi sau này người ta chửi tôi, sỉ nhục tôi, chứ anh làm gì có cái mất cái gì? Anh chơi chán thì cũng lại về với vợ, chứ thương nhớ gì tôi? Không, anh yêu em mà Cúc. Yêu thì làm ơn tránh xa tôi ra, đừng có tham lam nữa được không? Trung nhìn Cúc, trong đáy mắt anh ta có một chút gì đó thay đổi, nhưng thoáng chốc lại dịu lại. Thật lòng mà nói, cho đến hiện tại Trung vẫn yêu Cúc, yêu hơn cả vợ mình. Nhưng Cúc dạo gần đây không còn giống như trước. Cô có lúc nóng lúc lạnh, lúc vui lúc buồn, làm Trung khó chịu. Nhưng mà anh ta lại chẳng thể nào cau gắt với Cúc lúc này. Nên Trung hít một hơi dài cho bình tĩnh, ngồi gần lại và nhẹ nhàng hỏi. Anh xin lỗi, em mệt lắm à? Anh thấy em có vẻ mệt mỏi. Mà sao Phượng lại đi? Hai đứa thân nhau như thế cơ mà. Nhắc đến Phượng, Cúc lại nổi điên. Cô trợn mắt lên nhìn Trung và gắt. Anh còn hỏi đấy à? Nhờ anh cả đấy. Nếu như anh không xuất hiện ám quẻ tôi, thì giờ tôi đâu có như thế này. Anh đã đi lấy vợ, sao không biến luôn đi? Còn cứ âm hồn, bất tán mãi như thế làm gì? Anh có làm gì Phượng đâu. Anh không làm gì nhưng tôi thì có. Tôi không nghe lời nó mà cứ đâm đầu vào anh. Nó thất vọng, nó khinh thường tôi nên nó bỏ đi. Anh vui chưa? Bây giờ chắc tôi cũng sắp không thể sống nổi đây nữa rồi. Không ở đây thì em đi đâu? Đi nơi khác ở chung hoặc vào ký túc xá. Chứ mình tôi làm sao kham nổi tiền nha. Mà thôi, anh đi về đi cho tôi nghỉ. Cúc nói đến thế mà Trung nhất quyết không đứng dậy. Cúc thì lại không dám lớn tiếng sợ đàn chim lợn kia nghe thấy. Thành ra bất lực nhìn anh ta ngồi đó. Cúc biết là anh ta đã mò đến đây thì đâu dễ dàng gì trở về nếu mà chưa đạt được mục đích. Giây phút này, chẳng thể hiểu anh ta đến đây vì thương Cúc, lo cho Cúc, hay vì mấy cái ham muốn dục vọng tầm thường của anh ta nữa. Mẹ anh ta mà biết anh ta đổ đốn thế này thì sẽ ra sao? Thoáng nghĩ đến mẹ Trung, Cúc lại nhớ đến lời đề nghị của bác ấy. Rồi lại liếc nhìn cả mặt dày đang nhích dần đến bên cạnh mình và nghĩ ngợi. Càng nhìn anh ta, cô lại càng tò mò về vợ anh ta. Cô rất muốn biết mồm ngang mũi dọc ra sao mà lại giành được người yêu của cô. Nhiều lần cô hỏi nhưng ta đều gạt đi. Hoặc nếu cô ép quá thì lại bảo cô ấy không xinh bằng em. Thế sao lại chọn? Anh có lý do khó nói. Anh bắt buộc phải làm như thế, chứ không phải vì quá yêu. Em đừng hỏi anh nữa, anh đau đầu. Anh mệt mỏi lắm. Anh không muốn em suốt ngày nhắc đến cô ta đâu. Ở bên anh, em làm ơn có thể chỉ nói chuyện qua hai chúng ta được không? Cũng nghĩ thầm, hai chúng ta thì làm có cái quái gì mà nói. Ngoài mấy cái lời tán tỉnh chim chuột của anh để dụ tôi lên giường cơ chứ. Nhưng mà cũng không trách anh được, vì Cúc cũng đang lợi dụng để trả thù anh thôi. Cúc đang suy nghĩ thì giật mình bởi cái ôm bất ngờ của Trung. Cơn buồn nôn ban nãy bị Cúc dằn xuống này lại nổi lên khiến Cúc khó chịu vô cùng. Cúc vô thức đưa tay lên bụng miệng và nôn. Em có gì đấy? Em định... Chẳng đợi anh ta nói hết câu, Cúc vội vã chạy vào nhà tắm để nôn.
Trong đầu Cúc lúc này chỉ nghĩ xem làm cách nào để nôn hết mọi thứ trong bụng ra cho nhẹ người. Trung thì sau một phút định thần, anh ta bỗng đến bên cạnh vỗ lưng cho cô. Trung đã biết là hễ đau đầu là cô sẽ bị nôn, nhưng lần này anh không biết là cô đã đau đầu từ chiều, mà lòng anh ta đang lo sợ một thứ khác. Anh ta nóng ruột hỏi luôn: Cúc, em sao thế? Mệt. Có khi nào em... Hôm nay là 25 rồi, em đã có chưa? Cúc và Trung yêu nhau, thân thuộc đến nỗi hàng tháng của Cúc là ngày nào thì anh ta cũng đều nắm được. Vì mỗi lần đến tháng là Cúc lại đau bụng, rồi tính tình thì cáu gắt. Nhưng lần đầu Trung chưa biết thì anh ta còn dần dỗi. Sau này yêu lâu rồi, mỗi lần Cúc cáu gắt vô cớ, anh ta chỉ nhẹ nhàng hỏi: Em lại có đúng không? Nhẹ nhàng thế thôi, chứ chẳng trách hờn hay phân tích điều gì, nhưng cũng đủ khiến lòng Cúc dịu lại. Nhưng lần này, câu hỏi của anh ta khiến Cúc cũng sực nhớ ra. Động tác nôn cũng vì thế mà khựng lại. Hôm nay là 25, chu kỳ của Cúc kéo dài từ 20 đến 25 hàng tháng. Chu kỳ của cô khá đều, có lệch thì cũng chỉ lệch đến 1-2 ngày. Nhưng tháng này đã 25 rồi. Có khi nào? Không, sẽ không thể nào có chuyện đó. Cô đứng phát dậy, súc miệng sạch sẽ rồi đi ra ngoài cầm chiếc điện thoại để xem lịch. Sau đó chạy vội vào nhà vệ sinh, chốt chặt cửa kiểm tra. Dù Cúc nhìn kỹ tới cỡ nào thì dưới đáy quần của cô cũng không hề có dấu hiệu của chị Nguyệt ghé thăm. Phía ngoài phòng, Trung sốt ruột ghé lên cánh cửa phòng vệ sinh hỏi vọng vào: Cúc, em làm sao rồi? Tôi không sao. Anh về trước đi. Không được, em đi ra đây đi, anh có chuyện muốn nói. Lòng Cúc đang như là trăm mối tơ vò, nhưng Cúc cũng chẳng thể nào trốn mãi trong này được. Cúc thất thểu bước ra, đưa ánh mắt mệt mỏi mà nhìn Trung như muốn nói: Anh muốn nói gì? Còn Trung, lòng lo lắng lắm, nhưng anh ta biết có lo lắng cũng chẳng thể giải quyết được gì, nên nhẹ nhàng đỡ Cúc ra giường rồi ngồi khẽ nói: Em ngồi đây chờ anh một lát, anh chạy ra đầu ngõ mua một chiếc que thử. Cúc không đồng ý cũng chẳng phản đối, cô cứ ngồi thất thần mà nhìn ra cửa. Tại sao ngay khi cô nghĩ mình sẽ dừng lại thì lại rơi vào hoàn cảnh này? Chắc chắn anh ta sẽ chẳng thể chịu trách nhiệm với Cúc, và bản thân Cúc cũng chẳng cần cái thứ trách nhiệm rẻ tiền của anh ta. Nhưng mà Cúc còn chưa ra trường, giờ còn bố mẹ, cô biết phải đối mặt với họ như thế nào nếu đây là sự thật. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện có tựa đề Nhân tình người cũ của tác giả nữ Dạ Thảo. Và quý vị đừng quên là để chúng ta theo dõi những diễn biến tiếp theo sau khi mà cô Cúc phát hiện ra mình có thai. Mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào thì quý vị đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại ở những audio kể chuyện tiếp theo sẽ được phát sóng vào khung giờ này của ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.